Chào tất cả bà con và các bác lại một lần nữa quay trở lại với kênh cây giống và dược liệu Tân Đảo của em Hải. Hôm nay tiếp tục mang đến cho mọi người với một cái hình ảnh cây bonsai cũng như là một loại cây cảnh khá là đẹp. Ở video trước vài video trước cũng đã giới thiệu cho mọi người rất nhiều những loại cây bonsai cây cảnh khác nhau. Thì đơn vị chúng em thì hiện nay cũng đang phát triển thêm một số loại cây bonsai và cây cảnh nữa, và nó có cái ý nghĩa về nhiều cái giá trị khác nhau cũng như là nó có giá trị kinh tế. Bởi vì hiện nay quá trình thời gian vừa rồi thì đơn vị chúng em chủ yếu là cung cấp những loại cây lâm nghiệp, số lượng cây dược liệu thì cũng đã bắt gặp là khá nhiều các bác và các bà con các anh các chị là cũng có nhu cầu là muốn mua cũng như là muốn hỏi, cũng đã hỏi cái cây có cây bonsai và một số loại cây cảnh không. Thì hiện nay là đơn vị em cũng đang phát triển rất nhiều các loại cây cảnh khác để giúp cho mọi người có thể tiếp cận được những nguồn cây giống cây cảnh nó đảm bảo cái chất lượng cây giống cũng như là có cái giá nó nằm ở cái mức ổn định nhất để tránh mọi người mua qua trung gian cũng như là qua một số các thương lái nó thường bán cái giá rất là cao. Thì vào với cái mục tiêu của video hôm nay là mang đến cho mọi người hình ảnh cây giống tùng tuyết và cái tuyết tùng. Đây là một cái loại cây bonsai tiểu cảnh rất là đẹp và được ưa chuộng sử dụng ở Việt Nam hiện nay rất là nhiều. Thì đối với cái loại cây tuyết tùng này thì cái giá của nó cũng ở cái mức nó qua các trung thương lái và qua các cái nhà vườn trôi nổi người ta bán được trước này cũng bán cái giá rất là cao. Và để mua được một cái chậu cây cảnh một cái tuyết tùng này thì mọi người chậu phải ra một cái là số tiền lên đến hàng vài trăm nghìn trên một cái cây tuyết tùng này. Thì cũng là nắm bắt thị trường thì hôm nay là đơn vị chúng em phát triển cái số lượng cũng khá là nhiều để mang đến cho mọi người được tiếp cận với nguồn cây giống chất lượng và giá hợp lý. Chia sẻ một chút bắt đầu chia sẻ một chút về cái cây tùng tuyết này. Thì đây là một cái loại cây thuộc là chi thông tuyết và nó có cái được sử dụng rất là nhiều để sử dụng trong tiểu cảnh trong văn phòng. Thì ngoài nó có nhiều cái ý nghĩa mang lại, nhất về cái ý nghĩa của nó thì nó có cái ý nghĩa là đại diện cho sự trường tồn và thường được người ta sử dụng, người Việt Nam chúng ta thường sử dụng là những món quà mừng thọ khao thọ và vào những cái ngày dịp lễ tiết và rất là nhiều những cái ngày quan trọng khác thì ta thường dùng cái cây tuyết tùng này làm quà. Và một chút về cái ý nghĩa phong thủy của cây tuyết tùng này thì cây phong thủy này và cây tuyết tùng này nó có thể giúp cho chúng ta là cái nơi mà chúng ta để cây tuyết tùng này sẽ giúp cho xua bớt cái tà khí cũng như là giúp cho cái không khí nó trong lành hơn và nó cảm thấy nó sảng khoái hơn rất là nhiều. Thì vì vậy mà người ta thường sử dụng cái tuyết tùng này trong văn phòng cũng như là trong những cái khuôn viên những cái phòng khép kín rất là nhiều. Và về cái lá của cây tùng tuyết này mọi người có thể thấy đây, camera zoom gần để cho mọi người theo dõi được cận cảnh nhất cái hình ảnh cây tuyết tùng này. Mọi người thấy đối với cây tuyết tùng này thì lá nó vẫn là hình kim, tuy nhiên là nó mọc theo kiểu là nó quấn vào nhau và nó xoắn vào nhau. Thì mọi người có thể thấy đây, nó cuộn vào nhau đấy, như này các lá nó cuộn vào nhau và lá của nó hơi có cái màu bạc một chút, mọi người nhìn thấy rất là đẹp. Và cái sức sống của cây tùng tuyết này nó cũng cực kỳ là dẻo dai và khỏe mạnh và nó thích nghi với nhiều các cái khí hậu và thổ nhưỡng khác nhau. Và về cái đối với cây tùng tuyết này thì mọi người có thể sử dụng, mua về sử dụng để làm rất nhiều các mục đích khác nhau, ví dụ như là tiểu cảnh trong văn phòng phù hợp để chúng ta trang trí cũng như là bày trí ở trong những quán cà phê và nhà hàng và quán ăn rất là đẹp. Mọi người đối với những cái chậu nhỏ như này mọi người có thể để ở những góc rất là đẹp. Còn về chi tiết về cây giống thì hôm nay thì đơn vị chúng em đang làm số lượng phát triển rất là nhiều, phía sau kia thì hôm nay chỉ mang vài cây lên đây cho mọi người xem cụ thể hơn thôi, còn phía sau kia thì rất là nhiều nữa. Thì mọi người nhu cầu chi tiết thì được mọi người liên hệ trực tiếp với em Hải theo số điện thoại đính kèm bên dưới video. Vì cái số lượng thì em có thể hoàn toàn để cung cấp với số lượng lớn và bán lẻ cho mọi người tùy theo cái nhu cầu mục đích sử dụng khác nhau. Chi tiết thì liên hệ trực tiếp với em, đừng quên là bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh của em ngày một phát triển hơn, tiếp cận nhiều bà con và mọi người biết đến kênh của em hơn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video ngắn chia sẻ về cây tùng tuyết ngày hôm nay của em. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.